chủ yếu là mục tiêu đầu tiên của em là giải thưởng ạ. Hai là vui vẻ ạ. Đầu xuân năm mới thì em gửi tới một bài hát rất là vui vẻ tới mọi người và cô giáo ạ. À, bài hát đây là ôi bố mẹ con chưa bao nhiêu được cho bố mẹ. Anh để con chúa lại tiền.